Tập 32. Giống như lần trước, chị và chồng của chị gặp em, chúng ta cũng dường như không quen biết nhau. Chuyện lần trước, chị, em không trách chị đâu. Anh ấy vẫn tốt với chị chứ? Anh ấy rất tốt với chị. Hơn nữa, anh ấy là người rất ưu tú. Thật ra những chuyện này em đều biết, chỉ là muốn nghe chị đích thân nói ra thôi. Chính bởi vì anh ấy rất tốt nên chị mới sợ mất đi anh ấy. Vậy nên chị mới không nói sự thật ra, đúng hay không? Thực ra 3 năm nay chị vẫn luôn muốn nói hết tất cả cho anh ấy biết, nhưng mà anh ấy vẫn luôn tin tưởng chị. Người nhà của anh ấy cũng rất tin tưởng chị. Chị thực sự không biết phải mở miệng ra như thế nào. Nhưng thế giới này vốn không tồn tại bí mật, chị nên nói ra trước khi bị họ phát hiện. Chị vẫn chưa chuẩn bị xong. Hay là hai người mau sinh con đi. Tới khi đó cho dù bị phát hiện ra, để tìm đứa con, gia đình của chị vẫn có thể tiếp tục sống cùng nhau. Tốt nhất là giống mẹ đi, sinh đôi cũng tốt. Đồng Húc à, tại sao bỗng nhiên em không trách chị nữa vậy? Khi đó em còn trẻ, lý trí hiểu được lựa chọn của chị, nhưng mà tâm lý vẫn không thể nào chấp nhận được. Còn bây giờ, em đã trải qua rất nhiều chuyện. Em biết rằng người khó khăn nhất chính là chị. Em lựa chọn trốn tránh, từ bỏ chị. Xin lỗi. Người đứng nói xin lỗi là chị. Là chị có lỗi với em. Chị hại gia đình chúng ta chẳng thể đoàn tụ cùng nhau. Bây giờ là lúc chị khó khăn nhất. Chị không cần lo lắng cho em và ba. Một mình em cũng có thể chăm sóc tốt cho ba. Trước đây chị vì gia đình mình mà phải chịu biết bao nhiêu khổ sở. Bây giờ đến lượt em rồi. Bất luận như thế nào, chị cũng phải sống thật hạnh phúc như bây giờ nha. Nhớ kỹ, hãy sớm sinh một đứa bé đi. Chú à, chú ơi, có người ở nhà không? Cửa cũng không khóa nữa. Hay là anh và chị mau sinh một đứa đi. Tới khi đó cho dù bị phát hiện nể tình đứa trẻ, gia đình của chị vẫn sẽ tiếp tục sống cùng nhau.
Kết hôn rồi vẫn phải thuê nhà, hơn nữa còn phải ở cùng với ba. Đúng là khiến cho em tủi thân rồi. Có thể sống cùng với ba vui biết bao. Anh Đông Húc à, em vui còn không kịp nữa mà. Có câu phụ nữ kết hôn là đầu thai lần hai. Sau khi em gả cho anh rồi, đã hạ thấp mức sống thường ngày của em lại. Anh thực sự rất để ý chuyện này đó. Anh Đông Húc, anh đừng có nói như vậy mà. Em vừa nghĩ tới có thể kết hôn với anh, bây giờ mỗi ngày tỉnh dậy em đều cười rất vui vẻ luôn đó. Bây giờ chỉ số hạnh phúc của em mỗi ngày đều tăng cao. Em cảm thấy em có thể sống lâu trăm tuổi. Em thật ngốc quá đi. Giang Nhất Sang. Được rồi, đi ăn thôi. Em ở trước nhà của anh. Anh Đông Húc à, sao vậy anh? Nhất Sang tìm anh. Chị Nhất Sang bây giờ nhất định rất buồn. Anh mau đi ăn ngủ chị ấy đi. Đúng lúc em cũng muốn một mình đi dạo nữa. Em đi trước nha, có gì gọi điện cho em ha. Tạm biệt. Em gặp ba của anh chưa? Ba có nói gì với em không? Anh sợ em gặp được ba của anh như thế hay sao? Anh không muốn em làm phiền ông ấy. Anh đừng nói dối. Em biết hết rồi. Tại sao anh nhất định phải chia tay với em, mặc kệ hậu quả? Vì khiến em từ bỏ, anh còn kết hôn với Giai Viên nữa. Tại sao vừa nhìn thấy anh trai của em, anh liền giận ra anh đấy? Sau đó anh giống như tránh tà vậy. Chính là chị ấy, Lý Hạ Hi, chị dâu của em, chị gái sinh đôi của anh. Bức ảnh này em lấy ở đâu ra? Em nhìn thấy trong album ảnh nhà anh. Nghe tin anh muốn kết hôn với Giai Viên, em vốn muốn tới tìm ba của anh. Em muốn cố gắng lần cuối cùng. Em vẫn luôn cho rằng là chú không chấp nhận em. Không ngờ sau khi nhìn thấy bức ảnh này, em mới biết căn bản không cần tìm bất kỳ ai hết. Nhất Sang, chị ấy rốt cuộc là người như thế nào chứ? Ung Dung nói ba ruột vẫn còn sống của mình đã chết. Người em trai trong cùng một thành phố đã mất liên lạc. Anh vì muốn giúp người đã từ bỏ hai người mà giấu giếm sự thật, nên anh mới nhất định muốn chia tay với em. Hạ Hi không phải người như vậy. Chị ấy không phải chỉ muốn gả vào nhà em mới nói dối. Chỉ là sau khi mọi chuyện xảy ra rồi, chị ấy mới không thu dọn được tàn cuộc thôi. Không phải em cũng như vậy hay sao? Dùng thân phận cô nhi làm bạn gái của anh, nhưng mà sau đó không có cơ hội nói thật nữa. Em cũng không phải muốn giấu giếm mọi chuyện hay sao? Đúng là giờ phút của chị anh. Bây giờ cuối cùng em cũng hiểu ra rồi. Biết là em có nỗi khổ bất đắc dĩ rồi. Anh có biết em vì chuyện này đã tự trách bản thân mình bao lâu không? Em giống như phát điên vậy. Nhất Sang, đừng nói nữa. Em định trước khi kết hôn sẽ nói chuyện này cho anh biết. Nhưng mà chị của anh thì sao? Chị ấy gả vào nhà của em 3 năm rồi. Chị ấy chuẩn bị đeo mặt nạ tới Thiên Quan Địa Cũ hay sao vậy? Bởi vì ba của em là chủ tịch tập đoàn Mạc Quý, nhiều tiền không tính toán sai sót. Nhưng mà nếu như chị của anh nói sự thật thì sao? Ba của em sẽ nói như thế nào? Ông ấy sẽ để cho anh trai của em kết hôn với chị sao? Vậy nên chị ấy có thể lừa dối em, lừa dối anh của em, lừa dối ba mẹ em như vậy hay sao chứ? Dứt ra, em bình tĩnh nghe anh nói đi. Dù có Hạ Hi, quả thực là chị ấy sai rồi. Nhưng mà chuyện đã qua rồi. Bây giờ chị ấy và anh trai của em không phải đang rất hạnh phúc sao? Chúng ta không thể nào vì bản thân của mình mà phá hoại hạnh phúc của người ta. Hạnh phúc. Khi chúng ta ở bên nhau, không phải rất hạnh phúc hay sao chứ? Tại sao lại chỉ vì hạnh phúc của chị ấy mà phá hoại hạnh phúc của chúng ta được? Trái tim của anh chỉ có chị anh, không hề có em, thậm chí cũng không có bản thân anh. Em đừng nghĩ tới chị của anh nữa. Em nghĩ cho anh trai của em đi, ba mẹ của em. Nếu như biết sự thật này, nhất định sẽ rất đau lòng. Không cần phải vì hai chúng ta mà khiến cho tất cả mọi người đều trở nên bất hạnh. Vậy thì anh tình nguyện khiến cho một mình em chịu đựng đau khổ của thất tình sao? Rồi anh lấy một Tôn Giai Viên không hề có tình cảm sao? Tình yêu trong cuộc sống có lẽ chỉ có một lần.
Nhưng đó không phải là tất cả đâu em. Tại sao chị của anh có thể vì tình cảm mà kể tất cả, bỏ cả người nhà của mình? Mà tại sao anh lại làm không được? Bởi vì chị của anh đã làm như vậy rồi, cho nên anh không thể làm như vậy được. Chị em là chị của anh, anh phải bảo vệ cho chị. Cho dù anh có nói thế nào, anh cũng không giấu được vết nhơ dối trá hôn nhân của chị ấy. Anh có thể bảo vệ chị ấy, nhưng mà Lý Hà Hy không có bất cứ quan hệ gì với em hết. Đừng mơ em sẽ giữ bí mật. Nhất Sang, khi đó tình hình của Hà Hy rất phức tạp. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi. Anh sẽ nói chuyện cho em nghe. Em không muốn nghe. Nhất Sang, anh xin em đó. Anh xin em đó được không? Chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi, anh chưa từng nói những lời như vậy. Đúng là giờ phút của chị anh. Vậy mà em có thể nhìn thấy bộ dạng Lý Đông Húc hạ mình cái đấy. Em nghe anh giải thích đi, rồi em sẽ hiểu Hà Hy thôi. Em là một người phụ nữ vừa thất tình. Anh bắt em phải hiểu một người phụ nữ được chồng yêu thương, được em trai quan tâm hay sao? Em không làm được. Nhất Sang, được rồi, không cần đỡ nữa. Được. Nhìn là biết rồi chứ. Văn tổng, quái là ai vậy? Quấy là vợ tôi đó. Cô gái à, cảm ơn cô đã đưa Nhất Bân tới đây. Mọi chuyện giao lại cho tôi được rồi. Mimi, lần sau khi không bị quấy cản trở, em lại đưa anh về nha. Ai bảo em tới đây vậy? Sao mà nhiều chuyện quá vậy? Văn tổng à, vậy thôi tôi lên trước đây. Không phải em tới đón anh hay sao? Sao lại không đi? Chào buổi sáng. Nhất Sang, Nhất Sang, bác sĩ Lý, anh đang đợi em hay sao? Trước đây lần nào thấy em anh cũng dường như là không quen. Bây giờ lại cố ý tới đây chào hỏi em như vậy. Anh làm như thế em không quen đâu. À, em hiểu rồi. Chắc là anh sợ em sẽ bán đứng chị gái đáng sợ đó của em đúng không? Sao mà anh không đích thân gọi chị ấy hỏi thăm đi? Có lẽ bây giờ cô ấy đã lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Nhất Sang, anh hiểu em. Anh biết em không phải kiểu người đó. Em sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu. Anh tìm em là muốn nói chuyện với em. Mong em nghe anh giải thích. Vậy thì anh đợi đi. Em cũng cần có thời gian để từ từ suy xét mọi chuyện. Ban đầu không phải anh cũng nói như vậy với em sao? Bây giờ anh cũng đã hiểu cảm giác rồi đó. Xem ra cậu cũng đã biết quan hệ của tôi và Giai Viên. Nhà đầu đó nói với cậu rồi. Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây không phải vì thân phận của anh trai để can dự vào hôn sự của em gái đâu. Cũng không muốn
những đồng nghiệp khác ở bệnh viện biết được quan hệ của tôi và Giai Viên. Chuyện này Giai Viên đã nhắc nhở tôi. Anh có gì cứ nói thẳng ra. Chuyện này không phải là Giai Viên nói với tôi, vậy nên cũng hy vọng cậu đừng hiểu lầm gì với em ấy. Tôi tình cờ biết được quan hệ của cậu và Nhất Sang. Nếu như mọi chuyện đã tới bước này, cậu chắc chắn đã xử lý xong những dây dưa tình cảm đó rồi chứ? Bởi vì tôi không hy vọng chuyện này sẽ khiến cậu và Giang Nhất Sang có sai sót gì trong công việc. Cậu hiểu ý tôi chứ? Không giấu gì anh, tôi đã nghe ngóng bạn học của mình muốn chuyển sang làm bệnh viện khác. Chuyện này tôi thấy cậu không cần phải làm như vậy đâu. Điều kiện những bệnh viện khác trong thành phố này sợ là không được tốt như bệnh viện mình. Nếu như tôi ở lại đây sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Giang Nhất Sang, vậy nên tôi nhất định phải đi. Đó là phép lịch sự căn bản của tôi. Buông tay. Về đây cho tôi. Buông tay. Ngoan ngoãn chút đi. Vào đi. Lên xe. Tìm chết hay sao vậy? Tôi là luật sư Lý Hà Hi. Tôi thấy hành vi ban nãy của anh, nghi ngờ anh có ý định bắt cóc. Tôi và bạn gái tôi cãi nhau. Cô thích lo chuyện bao đồng quá ha. Nếu như vậy, anh xuống xe giùm tôi trước. Nếu như anh là bạn trai của cô ấy, tôi sẽ xin lỗi anh liền. Còn nếu như không phải, tôi lập tức báo cảnh sát. Tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm đâu. Không trả tiền tôi xử lý cô luôn đó. Chú Yên, mau xuống xe. Hà Hi, chú Yên à, cậu không sao chứ? Đi, đến phòng làm việc của mình. Nhìn đau một chút. Nhìn đau một chút. Chúng là bọn cho vay nặng lãi hả? Sao cậu lại biết? Khi còn nhỏ, mình cũng từng gặp kiểu người như vậy rồi. Nhà của cậu xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Ba của mình vay nặng lãi, đi mua cổ phiếu, kết quả càng trả càng nhiều. Cứ như vậy, ông bị bệnh nằm viện, thế là càng không trả được tiền. Mấy người đó biết mình làm việc ở văn phòng luật sư, cho nên tới tìm mình. Cậu nợ họ bao nhiêu tiền? 100.000 đài tệ. Nhưng mà họ muốn mình trả 150.000 đài tệ. Là số điện thoại đầu tiên sao? Hạ Hi, cậu nhất định đừng vì mình mà dính vào phiền phức đó. Nghe đi, tôi là luật sư Lý Hạ Hi của văn phòng luật sư Hoa Mỹ. Tôi đã nhận được ủy thác của đương sự Chu Yên, muốn nói với anh một số chuyện. Anh hãy gửi số tài khoản cho tôi. Trong vòng 24 tiếng, anh sẽ nhận được khoản nợ 100.000 đài tệ. Còn 50.000 đài tệ đâu? Tiền lãi chúng tôi sẽ trả theo tiền lãi cao nhất của ngân hàng cho anh. Nếu anh muốn nhiều hơn thì chính là cho vay nặng lãi, chúng tôi nhất định sẽ báo án. Ngoài ra, cuộc điện thoại này tôi đã ghi âm lại rồi. Nếu như sau khi chúng tôi trả tiền, anh vẫn còn tiếp tục tìm đương sự chúng tôi gây rắc rối, thì tôi nhất định sẽ kiện anh vào tù đó. Tỷ lệ thắng kiện của tôi là 100%. Nếu anh không tin thì có thể lên mạng tra thử. Nếu anh chấp nhận điều kiện của tôi thì gửi số tài khoản cho tôi. Cậu đừng có lo nữa, tiền mình sẽ trả giúp cậu. Đợi cậu có tiền rồi trả lại cho mình cũng được. Hạ Hi, mình cảm ơn cậu. Đừng nói như vậy. Ai bảo cậu là người bạn duy nhất của mình? Hơn nữa, chuyện này mình đã từng trải qua rồi. Mình thấy mẹ bị ép tới mức thở không ra hơi. Mình luôn nghĩ rằng
Nếu như có một người có thể cho mình mượn tiền thì tốt. Mình không thể nào khiến cho bi kịch của mình tiếp diễn trên người của cậu được. Thôi được rồi, đừng buồn nữa mà. Ngại quá, bỗng nhiên gọi cháu tới đây. Nhưng mà chú có vài lời muốn nói với cháu. Dạ không sao đâu, chú bằng lòng nói chuyện với cháu, cháu đã vui lắm rồi. Thật ra chú cũng không muốn can dự vào hôn nhân của con trai. Nhưng mà trước đây nghe Đông Quốc nói nó chia tay với Giang Nhất Sang là vì quan hệ của cháu. Tôi là người rất truyền thống, trong lòng đương nhiên sẽ không tán thành. Vậy cho nên hôm đó có tức giận, rất xin lỗi. Không sao đâu chú. Bây giờ Đông Húc nói nhất định muốn cưới cháu. Nghe nói ba mẹ của cháu cũng đồng ý rồi chuyện hôn sự của hai đứa. Dù sao thì sau này cũng là hai đứa sống chung với nhau. Vậy nên chú nghĩ chú chân nên vui vẻ đến tham gia hôn lễ của hai đứa và chúc phúc cho hai đứa. Chú à, ý của chú nói là chú chấp nhận hôn nhân của chúng cháu rồi đúng không? Cảm ơn chú nhiều lắm. Đừng cảm ơn chú vội. Chú nói thẳng với cháu, cái đời này của chú sống đã rất thất bại rồi. Chú không có năng lực, không chuẩn bị cho hai đứa một căn nhà được đâu. Không sao đâu chú, chú cháu thuê nhà kết hôn là được. Bây giờ đất thịnh hành như vậy mà. Nói thì hay lắm, nhưng ba mẹ của cháu cũng đồng ý hay sao? Trước đây mẹ của cháu vốn nói là sẽ mua nhà cho chúng cháu, nhưng mà Đông Quốc kiên quyết không đồng ý. Cháu cũng cảm thấy nơi có nhà chưa chắc đã là nhà. Cháu cảm thấy chỉ cần nơi có tình yêu mới là nhà. Nghe cháu nói mấy lời ngây thơ như vậy, chú biết ngay là cháu là một người chưa từng chịu khổ rồi. Cháu không giống Nhất Sang. Nhất Sang từ nhỏ đã chịu khổ. Chú không biết cháu làm sao mà lại nhìn trúng Đông Húc nhà chú. Gia cảnh nhà của chú cháu rõ rồi, chính là như vậy. Chú cũng không dám giấu giếm gì cháu. Chú lo là lo cho cháu, tương lai sẽ không chịu khổ được. Chú à, cho dù chú nói như vậy, từ nhỏ trên phương diện vật chất đúng là cháu chưa từng chịu thiệt thòi. Vậy nên vật chất đối với cháu mà nói không quan trọng như vậy. Thứ cháu xem trọng chính là sự vui vẻ về tinh thần. Cháu thấy cả đời này chỉ cần được ở bên cạnh anh Đông Húc, cho dù khổ cũng hạnh phúc. Nhà đầu ngốc. Chú à, vậy bây giờ cháu có thể gọi chú là ba được rồi đúng không? Chú à, tiếng chú này cháu định gọi tới bao giờ? Cảm ơn ba. Đông Húc à, anh gầy rồi. Vậy sao? Đừng giấu giếm nữa. Em biết anh cũng rất đau khổ. Anh giấu được tình cảm đối với em, nhưng mà anh không giấu được ánh mắt anh nhìn em. Nếu như chúng ta bây giờ đều chịu dày vò khổ sở như vậy, tại sao không thể thẳng thắn một chút, sau đó chúng ta kết hôn đi. Chúng ta kết hôn là xong chứ gì? Nhất Sang, em thừa biết chuyện này là không thể mà. Không. Anh biết anh của em yêu chị của anh bao nhiêu không? Đến cả mẹ của em cũng nói anh ấy quá mê vợ. Cho dù anh ấy biết chị của anh nói dối anh ấy cũng sẽ không ly hôn với chị ấy đâu.
Chỉ cần anh của em kiên trì, người nhà chúng ta nhất định sẽ thỏa hiệp. Cho dù mọi người trong nhà của em tha thứ cho Hạ Hi, nhưng mà nếu như lời nói dối bị vạch trần, tính cách dễ cứng rắn như vậy sẽ mất đi tự tôn của mình, dễ sẽ không còn mặt mũi tiếp tục sống với mọi người. Nhưng mà vốn dĩ là chị ấy làm sai mà, chẳng lẽ chị ấy không có một chút nào tự gánh vác trách nhiệm hay sao? Nhất Sang, rất nhiều chuyện không đơn giản như em tưởng tượng. Tới khi đó vì anh, chị của anh nhất định sẽ giả vờ hạnh phúc rồi tiếp tục sống cùng với anh trai em. Nhưng mà sao anh có thể nhìn chị ấy sống những ngày tháng như vậy, cả đời không có lòng tự tôn, chịu mọi giày vò. Vậy cho nên anh thà rằng tự mình chịu giày vò, thà rằng em chịu giày vò hay sao? So với chị gái của anh, em không đáng để nhắc tới hay sao vậy? Em biết không, nếu như không có chị Hà Hi thì sẽ không có anh của ngày hôm nay, cũng sẽ không có Lý Đông Húc mà em yêu. Đại học Y là chị ấy đã nuôi anh học. Khi đó hai bọn anh đều nhận được giấy báo nhập học. Chị ấy đã chạy tới quán ăn bưng bê cả một mùa hè, buổi tối còn dành cả thời gian dạy thêm cho người khác. Mỗi ngày ngủ không tới 5 tiếng, như vậy mới đủ kiếm tiền học cho một người. Chị ấy giấu anh, xé bỏ giấy báo nhập học của mình, giấu anh tới trường báo danh, còn mình thì học lại một năm. Chị ấy không cho anh đi làm là sợ ảnh hưởng tới việc học của anh, còn mình thì vừa đi học vừa đi làm, vất vả kiếm tiền bao nhiêu năm để cho anh học, mỗi tháng còn cho anh tiền sinh hoạt phí. Chính vì chị ấy nghĩ chỉ là chị của anh, chị ấy nên chăm sóc cho anh. Thực ra chị ấy chỉ sinh sớm hơn anh có 3 phút thôi. Anh vẫn luôn nhận sự giúp đỡ của chị ấy như vậy. Cảm ơn. Họ còn gây phiền phức cho cậu không? Họ bị cậu dọa sợ rồi, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Cảm ơn cậu. Đợi mình có tiền rồi lập tức trả cho cậu liền. Không sao đâu, mình không cần dùng gấp. Hạ Hi, thực ra mình biết khi cậu kết hôn, có phải đã nói với họ cậu là cô nhi không? Mình đã từng thăm dò Đông Húc và chú rồi. Thấy cậu hoang mang như vậy thì mình đã hiểu 8-9 phần. Cậu yên tâm đi, chuyện của cậu trước đây mình chưa từng nói với người khác, sau này cũng sẽ không nói. Trước đây cậu luôn phòng bị mình như vậy, quả thực khiến cho mình khó chịu. Chu Yên à, mình xin lỗi cậu. Không phải cậu cho mình mượn tiền mình mới nói những lời này với cậu đâu, là vì cậu bây giờ khiến mình cảm thấy cậu vẫn là Hạ Hi trước đây đối tốt với mình. Cậu ở nhà đã rất mệt rồi, ở công ty cậu cứ buông bỏ phòng bị, tin tưởng mình đi. Xin lỗi cậu. Cậu sao vậy? Chu Yên à, cậu có thể đi đâu đó cùng với mình được không? Cảm ơn. Chia tay với em không phải là quyết định dễ dàng gì với anh. Anh đã từng gặp Hạ Hi, anh muốn nói chuyện của chúng ta cho chị ấy biết.
hỏi xem chị ấy có bằng lòng nói ra chân tướng gì chúng ta hay không. Rồi chị ấy nói sao? Nhưng mà sau đó anh nghĩ tới ba, anh lại không nói thành lời. Bà của anh đã lớn tuổi như vậy rồi, ngoài hai đứa con ra ông ấy không có gì hết. Ông ấy vẫn nghĩ rằng Hà Hy đang du học nước ngoài. Anh không thể nào để cho ông ấy biết được con gái ruột đã bỏ rơi ông ấy. Tại sao anh có thể nghĩ cho tất cả mọi người nhưng anh lại không nghĩ tới em? Anh đã từng nghĩ anh muốn mặc kệ tất cả mọi thứ ở bên cạnh em, nhưng mà sau này thì sao? Người nhà của chúng ta sẽ vì sự nông nổi của chúng ta mà bị tổn thương. Vì vậy chúng ta thật sự có thể hạnh phúc sao em? Anh xin lỗi. Mặc dù từ nay về sau chúng ta sẽ trở thành những người lạ, nhưng mà anh xin em, cho dù là vì hạnh phúc của anh trai em, xin em hãy buông tha cho Hà Hy. Nếu như em không thể giữ được bí mật này thì cũng xin em hãy nói với anh. Anh không muốn khiến một người như em một mình chịu đựng. Mình cũng không biết Đức Bân sao lại thay lòng như vậy. Điều khiến cho mình buồn không phải vì sự thay đổi của anh ấy, mà là vì mình không thể đường đường chính chính hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại trở thành như vậy. Bởi vì mình sợ rằng anh ấy sẽ biết chuyện của ba mình nên mới trở nên như vậy. Có lẽ giống như anh ấy nói, tới giai đoạn chán nản hôn nhân. Nhất Bân, anh ấy sẽ không như vậy đâu. Hà Hy, bí mật này cậu không giấu được cả đời đâu. Hay là cậu thừa nhận với anh ấy đi. Nếu như anh ấy vẫn yêu cậu chỉ vì chuyện này mà tức giận, anh ấy sẽ nghe cậu giải thích mà. Anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho cậu thôi. Mình sợ rằng mình nói với anh ấy rồi thì tất cả hạnh phúc mà mình có sẽ tan biến hết. Nhưng mà những ngày tháng hiện tại cậu có chịu đựng được hay không? Cậu có biết ba Hà Hy đáng thương như thế nào không? Mỗi lần chú ấy nhìn thấy mình đều sẽ run rẩy, sợ rằng mình sẽ nhìn ra được quan hệ của chú ấy và Hà Hy. Một người hơn 60 tuổi rồi, mỗi ngày đều sống như đánh trận, như đi trên tấm băng mỏng. Còn cả em trai của cô ấy, vì không muốn vạch trần lời nói dối của chị mình mà chịu đựng đau khổ chia tay với em gái mình. Hai người như vậy, cho dù bị Hà Hy từ bỏ cũng vẫn cố gắng hết sức bảo vệ cho cô ấy. Nhưng mà còn Hà Hy, cô ấy vì kết hôn với mình đã từ bỏ hai người tốt với cô ấy như vậy. Cậu nói xem, cô ấy tại sao lại đáng sợ như vậy chứ? Mặc dù mình và vợ của cậu không thân thiết lắm, nhưng mình thấy Hà Hy không phải kiểu người vì tiền tài mà không màng tất cả gả vào hào môn đâu. Cậu nghĩ mà xem, cô ấy gả vào nhà của cậu đã tiêu tiền của nhà cậu chưa? Mình thấy cô ấy yêu cậu cho nên mới giấu cậu những chuyện này thôi. Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng cho dù là như vậy thì sau khi cô ấy kết hôn cũng phải nói cho mình biết. Cho dù là khi tân hôn không tiện nói thì sau 1-2 năm hoàn toàn có thể nói ra. Nhưng 3 năm qua rồi cô ấy vẫn không nhắc tới một chữ nào. Cậu bảo mình thật lòng thật dạ yêu cô ấy nhưng lại không đổi được một lời nói thật của cô ấy hay sao? Bây giờ cậu tức giận vì chuyện đó chứng tỏ trong lòng của cậu vẫn chưa buông được Hà Hy. Mình thấy bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của cậu
không phải là tức giận với vợ của cậu, mà nên nghĩ cách giúp cho cô ấy giấu chuyện này thì hơn. Cậu nghĩ xem, chuyện này nếu như để ba mẹ cậu biết, chắc chắn không tránh được ly hôn đâu. Tới khi đó cậu làm sao giữ được Hạ Hy đây? Bây giờ cậu mau chóng về nhà, nói rõ mọi chuyện với vợ cậu. Mọi người phải thương lượng đối sách. Nhưng mà cậu không hiểu con người của Hạ Hy đâu, lòng tự tôn rất cao. Nếu như cô ấy biết mình phát hiện ra bí mật của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ rời xa mình. Vậy nên mình mới gõ trống khua chiêng ám thị cho cô ấy rất nhiều lần, nhưng mà cô ấy vẫn ám binh bất động. Cậu xem, mình không thể nói ra, cô ấy lại không chịu nói, khiến tính tình mình bây giờ càng ngày càng xấu xa. Hơn nữa cũng càng ngày càng không có nhẫn nại với cô ấy. Người anh em ơi, cậu cũng là người từng học diễn xuất, tại sao cậu lại không biết tự tạo cuộc sống của mình chứ? Cậu gõ trống khua chiêng sao mà được? Cậu nên tạo ra một đoạn, rồi đợi tình cảnh, đợi cảm xúc, tất cả đều có đủ, cô ấy sẽ tự nhiên nói ra cho cậu nghe hết thôi. Có gì đâu mà ngồi đây tức giận. Nhất Bân, chào anh. Tôi là Chu Yên đây. Chu Yên à, cô là đồng nghiệp của luật sư Lý đúng không? Hạ Hy và tôi đang ở quán bar Liên Hoa. Cô ấy uống nhiều lắm, anh có thể tới đón cô ấy được không? Hạ Hy, em tự đi được. Lý Hạ Hy, em sao vậy hả? Em uống say rồi, anh không nhìn ra sao? Em uống thành ra như vậy để ba mẹ nhìn thấy phải làm sao? Không tốt chút nào hết. Sao mà anh lại ích kỷ như vậy chứ? Em là một người sống sờ sờ, em cũng có cảm xúc của em mà. Chính vì em là con dâu của nhà họ Giang, em phải giấu tất cả buồn vui giận hờn của em ở trong lòng. Anh nói như vậy đúng không? Chính vì anh là con trai của nhà họ Giang, mỗi ngày anh có thể uống tới 3 giờ đêm mới về nhà hay sao? Tại sao vậy? Dựa vào cái gì? Em uống nhiều rồi, em đi ngủ đi. Anh không còn yêu em nữa đúng hay không? Bây giờ anh chẳng hài lòng chuyện gì ở em nữa. Chính vì anh đã không còn yêu em nữa rồi, có phải không? Em thật sự đã uống say lắm rồi, mau đi ngủ đi. Chính vì em uống say rồi cho nên mới dám nói lời này với anh đó. Em tốt với anh không hài lòng. Em uống say, anh cũng không hài lòng. Bây giờ em muốn nói chuyện với anh cũng không hài lòng với em. Anh đã ghét em rồi đúng hay không? Có phải là anh ghét em rồi không? Nếu như em nghĩ như vậy, anh cũng hết cách. Anh đừng có qua quýt với em nữa. Anh thấy vì nhà của anh có tiền cho nên em mới gả cho anh đúng không? Anh nghĩ như vậy đúng không? Em nói cho anh nghe, nếu như em không gả cho anh, Lý Hạ Hy em sẽ sống như thế nào? Cuộc sống của em rất bình yên, nhưng mà sau khi em gả cho anh rồi thì em đã không còn là Lý Hạ Hy của trước đây nữa. Em đã trở thành Lý Hạ Hy không còn là mình nữa rồi. Mặc dù mình không thân thuộc lắm với vợ của cậu, nhưng mà mình thấy Hạ Hy không phải kiểu người ham tiền tài mà không bằng tất cả gả vào hồng môn đâu. Cậu nghĩ kỹ đi, cô ấy gả vào nhà của cậu đã tiêu tiền của nhà cậu chưa? Mình thấy cô ấy yêu cậu cho nên mới giấu chuyện này. Cậu phải hiểu cho cô ấy chứ. Nhưng mà em rất yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Em rất yêu anh.
Em có lời muốn nói với anh. Hình như chúng ta trước đây chưa từng tới đây buổi tối. Quá ra ở đây lại đẹp như vậy. Chỉ đáng tiếc sau này không còn cơ hội nữa rồi. Khi ở bên nhau luôn cảm thấy còn rất nhiều thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Bây giờ em mới phát hiện ra, quá ra kết thúc chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Vừa chớp mắt cái gì cũng không có nữa. Vừa chớp mắt cái gì cũng không thể nào nữa.